Phim Giáng sinh Red One, mật mã đỏ đầu tư đến 250 triệu đô. Trong vài năm trở lại đây, phim hành động hài hước đã trở thành món ăn quen thuộc vào mỗi dịp lễ hội. Và năm nay, 2024 cũng không ngoại lệ. Khi mùa Giáng sinh sắp đến gần, Red One, mật mã đỏ lại xuất hiện, thu hút sự chú ý bởi dàn cast không thể ấn tượng hơn. Với Captain America Chris Evans, võ sĩ đô vật, diễn viên The Rock Dwayne Johnson, diễn viên hành động người Mỹ gốc Hoa Lucy Liu và đạo diễn lừng danh từng lập nên kỳ tích phòng vé Jumanji Jack Carden. Kinh phí đầu tư được tiết lộ lên đến 250 triệu đô từ Amazon, gấp 14 kinh phí làm phim ở nhà một mình đình đám. Quá nhiều hứa hẹn, quá nhiều kỳ vọng cho một phim giải trí Giáng sinh. Vậy rốt cuộc Red One, mật mã đỏ có phải danh xứng với thật? Bộ phim mở màn với một sự kiện xảy ra khi Jack O'Malley còn nhỏ. Bằng mưu mẹo, cùng tài năng, Jack đã cố chứng minh cho các bạn đồng trang lứa thấy rằng chẳng có ông già Noel nào cả. Tất cả những món quà đều do người lớn tự chuẩn bị mà thôi. Câu chuyện về ông già Noel là một sự bịa đặt và cậu không muốn những đứa trẻ khác bị lừa. Quả là một màn giới thiệu nhân vật đỉnh cao khi chỉ với khoảng 15 phút phim, đạo diễn đã khắc họa thành công cách suy nghĩ, tài năng trong công việc tương lai và cả quan điểm sống của một con người. Jack O'Malley khi lớn lên, được thể hiện bởi Chris Evans, đã thực sự trở thành một kẻ truy lùng dấu vết tài năng nhất thế giới. Và một điều mà anh ấy không ngờ đến, chính là đã tự mình tìm thấy dấu vết của ông già Noel, người mà cả tuổi thơ anh đều cho là bịa đặt. Và cũng chính từ đây, thế giới thần thoại bắt đầu hiện ra rõ rệt và chân thật, không chỉ với Jack mà với tất cả khán giả xem phim. Những con tuần lộc cao lớn đang đòi được cho ăn, kỵ sĩ không đầu, quả biết ngô biết nói, từng nhân vật thần thoại lần lượt chào sân trong không gian mê hoặc và hành tráng của thế giới được gọi là khu phức hợp bắc cực. Khu phức hợp bắc cực ám chỉ một nơi được bảo mật với toàn bộ thế giới bên ngoài, nằm dưới một mái vòm rộng lớn và có cơ chế an ninh dày đặc, đảm bảo bí mật tuyệt đối và thần thoại tuyệt đối. Không chỉ ông già Noel, bà già Noel, đội an ninh bắc cực, yêu tinh phụ trách hậu cần đều sống bên dưới mái vòm này và thế giới này được lãnh đạo các nước trên thế giới biết đến cũng như bảo hộ. Chi tiết này khá đắt giá bởi vì nó giống như biểu đạt rằng tất cả người lớn trên thế giới này đang bảo vệ thế giới thần thoại của những đứa trẻ vậy. Bất kể thật hay giả, chúng ta đều cố gắng giữ cho tuổi thơ của chúng thật hồn nhiên và trọn vẹn để chúng có thể tin bất cứ nhân vật thần thoại nào mà chúng muốn. Trở lại với bộ phim, gây cấn bắt đầu khi ông già Noel bị bắt cóc khỏi mái vòm và đối tượng khả nghi lớn nhất chính là người đã xâm nhập vào hệ thống giám sát liên lục địa, truy ra dấu vết di chuyển của ông già Noel. Người đó không ai khác chính là tài năng O'Malley của chúng ta. Tuy nhiên, đương nhiên anh ta không đủ khả năng mà cũng không ngờ đến ông già Noel có thật để bắt cóc. Mặc dù tài năng là vậy, nhưng Jack có cuộc sống khá vất vả, nghèo khó nợ nần, ly hôn với vợ cũ và ít gặp mặt con trai mình. Nên những thông tin mà anh thu thập được chỉ để bán cho ai ra giá cao, luôn làm việc cho bất cứ ai trả tiền cho mình. Jack rơi vào thế và theo chân đội an ninh, mà cụ thể hơn là Column Trip do The Rock thủ vai để tìm lại khách hàng trước đó đã bắt cóc Santolo. Cuộc hành trình giải cứu đêm Giáng sinh chính thức bắt đầu. Cả hai đi từ thế giới thực cho đến thần thoại, đùa giỡn, thi thố và rồi chiến đấu với các á thần và phù thủy. Một hành trình vừa ý nghĩa vừa mãn nhãn, không chỉ các pha hành động cùng kỹ xảo đẹp mắt, phim khéo léo cài cắm các thông điệp ý nghĩa trên từng chặng đường. Có thể với nhiều người sẽ cảm thấy vài đoạn có lời thoại hơi dài dòng, nhưng bạn có thể yên tâm là chúng vừa đủ để người ta ngẫm nghĩ, vừa đủ để cảm thấy giải trí nhẹ nhàng chứ không hề bị giảng đạo lý đâu nhé. Nhắm đến đối tượng là gia đình và trẻ em, các câu chuyện và bài học trong phim xoay quanh những vấn đề thường gặp khi giáo dục trẻ nhỏ. Ví dụ như khuyến khích trẻ em ngoan bằng những phần thưởng là điều quá đỗi bình thường, nhưng có nên chăng áp dụng trừng phạt nghiêm khắc đối với các bé chưa ngoan? Hay như việc chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi làm việc xấu? Thì bộ phim sẽ chứa đựng lời cảnh tỉnh rằng bạn vẫn luôn làm chủ bản thân mình và tự mình ra mọi quyết định, không vì ai hay hoàn cảnh nào lay động được cả. Và nhiều những câu chuyện vụn vặt như giá trị của sức lao động và chuẩn bị tận 364 ngày trong năm chỉ cho một đêm Giáng sinh đầy ngoạn mục. Câu chuyện về tình anh em, tình đồng đội ấm áp, sự gắn bó của cha mẹ và con cái. Rất nhiều những điều mà mình tin chắc sẽ làm phụ huynh vui lòng và dễ cởi mở với con hơn khi cùng nhau xem bộ phim này. Nhìn chung thì ngoài kịch bản không mấy mới lạ và cái kết quá dễ đoán, đây vẫn là bộ phim đáng xem dịp cuối năm nay. Vừa giải trí, vừa ý nghĩa, vừa có những pha hành động lôi cuốn, vừa mãn nhãn với những kỹ xảo và hiệu ứng. Nhìn chung, Red One, mật mã đỏ đã đem lại đầy đủ những yếu tố mà mọi người cần ở một bộ phim Giáng sinh, tạo ra được bầu không khí hài hước sôi động khi gia đình và bạn bè cùng nhau sum họp, xứng đáng được chọn là món quà cho mùa Noel năm nay. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng cho mùa lễ hội hay sẵn sàng cho cuộc hành trình đi tìm ông già Noel này chưa? Hãy cùng theo dõi Trạm Giải trí và Trạm Phim Review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé.